Hôm nay, tôi sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện về mảnh đất này, khác với những gì bạn đã biết, bằng đôi mắt và trái tim của một người đã sinh ra và lớn lên ở đây. Đó là câu chuyện buồn của cuộc đời tôi, với mảnh đất đầy những vết sẹo này, mà có lẽ tôi sẽ mang theo cho đến hết cuộc đời. Phá phế liệu, mà khi họ đi tìm thì họ không có cái chuyên môn về tháo, cho nên là họ mới hay chết. Các cụ nhà ta vẫn nói sống vì mồ mả chứ không ai sống vì bát cơm, thế mới biết mồ mả quan trọng thế nào. Sau khi nhặt hết cốt, rửa sạch, người ta trải tấm ni lông ở dưới, tấm vải đỏ ở trên và lần lượt xếp xương theo thứ tự của người. À,